Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tức chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đắc Hà có sự đổi thay rõ nét. Giai đoạn 2022 đến nay, huyện Đắc Hà đã phân khai nguồn vốn hơn 187 tỷ đồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 để hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo thiếu đất ở, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt phân tán, đầu tư 107 công trình dân sinh phục vụ giao thông, sản xuất, sinh hoạt, dạy và học. Hỗ trợ đào tạo nghề cho 969 lao động người dân tộc thiểu số, xây dựng 4 thiết chế văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, địa phương xây dựng 158 mô hình trên các lĩnh vực, thu hút hơn 5.100 hộ dân tộc thiểu số tham gia. Có phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động, làm thay đổi nếp nghị cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghề bền vững. Đến nay, huyện có 9 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, còn 805 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,28%. 10 trên 10 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, có 98% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát triển.